Chào mừng các bạn đã quay trở lại với loạt bài hướng dẫn về thiết kế Figma của Diva Creative. Như các bạn đã xem thì mấy bài trước mình đã chia sẻ hết sức là cơ bản về các cái công cụ trong Figma. Vậy thì đấy là những cái phần mà cơ bản. Hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm một chút về các cái thuộc tính của nó. Vậy để mở được các cái thuộc tính của nó thì đầu tiên là chúng ta khởi tạo những cái phần cơ bản nhất. Bây giờ mình tắt đi và mình bấm vào cái phần dấu cộng để tạo ra cái mục khởi tạo cơ bản. Vậy khi mà các bạn bấm vào khởi tạo cơ bản, nếu mà các bạn bấm vào một trong hai cái biểu tượng này thì chắc chắn là chúng ta sẽ chưa làm được đâu. Lúc này các bạn nhìn thấy là ở đây mình đã tạo ra một cái theme rồi. Thì nếu mà các bạn bấm vào phần theme, các bạn có thể dùng trong cái phần theme đó, hoặc là các bạn bấm vào phần nháp ở đây. Thì trong trường hợp này mình đang hướng dẫn thì mình sẽ bấm vào phần nháp và mình bấm vào dấu cộng ở đây. Và khi đó thì nó sẽ sổ ra cho chúng ta một cái trang trắng như thế này, một cái trang trắng như này. Vậy thì đầu tiên là chúng ta sẽ thiết lập cho nó thì ở đây các bạn sẽ để cho nó là bên tay phải của các bạn. Cái mục page này nó đang là F555. Các bạn có thể cho màu nó trầm xuống. Màu nó trầm xuống mục đích làm gì? Mục đích để tiết kiệm pin cho các bạn, hoặc là nó tối ưu cái phần dung lượng. Thứ hai nữa là bây giờ mình sẽ vẽ các cái hình cơ bản. Để vẽ hình cơ bản thì hôm trước mình đã chia sẻ đúng không ạ? Chúng ta có thể vẽ bằng rectangle, vẽ bằng hình vuông, hình chữ nhật. Ví dụ bây giờ mình vẽ cái hình chữ nhật đấy đã. Mình sẽ đổ một cái màu nền cho nó. Tiếp theo mình sẽ vẽ một cái hình tròn để các bạn thấy. Rồi cái hình tròn mình sẽ đổ một cái màu khác ạ. Mình sẽ đổ một cái màu xanh. Tiếp theo mình sẽ vẽ thêm một cái polygon. Cái polygon ở đây thì ở đây nó gọi là những cái shape nhé, những cái shape các bạn. Và mình sẽ để cho nó màu tím đi. Vậy thì có ba cái này. Thứ nhất là chúng ta về cái công cụ di chuyển thì nó giống như các công cụ khác, và phím V là phím di chuyển các bạn nhé. Phím V là phím di chuyển. Vậy di chuyển như nào? Di chuyển là cách mà chúng ta chọn một cái đối tượng, chúng ta xoay quanh một cái đối tượng, hoặc là các bạn có thể bấm di chuyển nó đi bất cứ đâu. Bấm di chuyển nó đi. Chỉ các bạn chỉ việc bấm vào nó thôi, bấm vào nó và chúng ta có thể co kéo đưa nó đi chỗ khác. Đúng không ạ? Đấy là cái công cụ di chuyển đối tượng. Chọn và di chuyển đối tượng. Thứ hai nữa là các bạn nhìn thấy bên tay trái của các bạn là cái bảng layer. Cái bảng layer này nó có chức năng như nào? Thì cái bảng layer nó giống như các phần mềm đồ họa khác. Ví dụ bây giờ chúng ta đang có cái hình tam giác này. Hình tam giác này muốn cho nó xuống dưới cùng thì các bạn chọn cái hình tam giác và các bạn kéo nó xuống. Tương tự như thế, ví dụ cái hình vuông ta muốn đưa lên ta kéo nó lên trên. Hoặc là các bạn còn có một cái phím tắt, đó là một là chúng ta sẽ dùng Ctrl Shift đóng ngoặc vuông là lên trên cùng hoặc xuống dưới cùng. Ví dụ cái hình này muốn xuống dưới cùng, chúng ta chọn Ctrl Shift mở ngoặc vuông xuống dưới cùng. Lên trên cùng thì làm ngược lại. Tiếp tục chúng ta có một cái công cụ, đó là công cụ frame. Phím F đúng không ạ? Phím tắt là phím F. Vậy thì cái phím F này thì nó làm như thế nào? Phím F này nó tạo ra các cái frame tương ứng với lại các cái giao diện ở đây. Ví dụ như mình bấm vào giao diện của iPhone 14 chẳng hạn, thì các bạn đã thấy là nó có một cái giao diện như thế này ạ. Giao diện rất to đúng không ạ? Thì đấy là cái frame này nó có cả một cái bài để nói và rất là dài. Thế mình sẽ chia sẻ cái mục frame sau. Tiếp tục là bên tay phải cạnh cái frame thì nó có các cái thuộc tính cơ bản để vẽ. Ví dụ như các bạn vẽ hình vuông, các bạn vẽ hình ellipse, các bạn vẽ hình polygon và các bạn có thể nhập video hình ảnh vào. Thì vẽ vừa giờ mình đã vẽ được không ạ? Muốn vẽ được các cái hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật thì các bạn nhấn phím Shift nhé. Ví dụ bây giờ mình vẽ lại này. Mình nhấn phím R đúng không ạ? Vẽ một cái hình ở đây. Nhấn phím R, vẽ cái hình bất kỳ. Thì muốn vẽ ở đây thì các bạn phải vẽ, bấm vào hình vuông đúng không ạ? Này. Giữ Shift thì nó ra cái hình vuông, các bạn giữ Shift này, giữ Shift này. Đấy. Zoom to nó lên ạ. Zoom lên thì các bạn nhấn phím Z nhé. Giờ chúng ta có một cái hình như thế. Tương tự như thế các bạn có cái phím P đúng không ạ? Phím P này cho phép các bạn là vẽ là cái hình pen. Vẽ tự do này. Đấy. Thì các bạn dùng không khác là các cái phần mềm đồ họa bình thường đúng không ạ? Và bên tay phải của nó có cái thuộc tính, ví dụ như mình có thể để màu viền, có thể để màu nền đúng không ạ? Độ dày, độ mỏng này. Độ dày, độ mỏng. Các cái kiểu outside chẳng hạn đúng không ạ? Đó. Nếu chúng ta bấm vào outside thì các bạn nhìn thấy tự khép đúng không ạ? Đấy. Thì đấy là cái chức năng viền.
Sau khi mà các bạn làm xong thì các bạn bấm vào chức năng Done này. Done là đồng ý ạ. Rồi chúng ta có một cái dạng hình như thế này. Đấy là phần viền. Thế còn chữ thì sao ạ? Bây giờ chữ thì chúng ta các bạn có thể nhấn phím T trên bàn phím. Các bạn gõ vào đây. Ví dụ trong trường hợp này mình gõ chữ Diva Creative chẳng hạn. Thì cái này nó cũng giống các phần mềm đồ họa khác nhé. Nếu mà các bạn đặt nó bên trên, có nghĩa là bên trên các cái layer bên trên thì mới nhìn được. Nếu mà các bạn kéo nó xuống dưới thì các bạn sẽ không nhìn được đâu. Lúc này chúng ta chú ý là nó giống các cái chương trình khác mà chúng ta đã học đúng không ạ? Thì đấy là cái tạo ra cái chữ. Thì với cái thuộc tính chữ này này, bên tay phải của các bạn, khi mà các bạn chỉ cần gõ chữ thôi, thì lúc này bên tay phải của các bạn nó sẽ trả ra chúng ta một số các cái giá trị. Ví dụ như là mình zoom to chỗ này lên nhé, mình zoom to chỗ này lên một chút này. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ có một cái mục text ở đây. Mục text đây nhé. Mục text ở đây thì nó là cái phông chữ đúng không ạ? Inner này. Phông chữ thì các bạn có thể đổi phông chữ bất kỳ, ví dụ phông này chẳng hạn. Cỡ chữ. Ví dụ các bạn có thể cho nó khoảng 20 chẳng 30 chẳng hạn đúng không ạ? Kiểu chữ. Hoặc là các auto căn. Ở đây bây giờ phông chữ này nó không có, ví dụ mình bấm cái phông này chẳng hạn, xem là nó cũng không có phông này. Hoặc là mình sẽ bấm Roboto chẳng hạn. Đây các bạn thấy không? Có rất là nhiều các phông. Các bạn có thể cho bold, cho italic, cho nghiêng các kiểu. Căn lề trái này, căn lề giữa, căn lề phải này. Rất là nhiều các cái chủ đề. Hoặc là các bạn có thể đổi màu cho nó. Màu thì bằng cái chức năng fill đây nhé. Tương tự thấy có phần choker viền. Thì đấy chữ. Để mình chia sẻ với các bạn về phần chữ. Tiếp tục ở đây thì các bạn sẽ thấy là bên tay phải của cái chữ T nó có một cái chức năng gọi là plugin. Và plugin thì các bạn có thể cài các plugin vào. Với cái mẹo này để cài các plugin thì các bạn cứ lên Google, các bạn search là plugin cho Figma thì nó sẽ ra rất là nhiều các plugin. Thì các bạn cài, đây là hai cái plugin đầu tiên mà mình đang cài sử dụng trong máy. Đấy là plugin nhé. Tiếp tục ở đây các bạn sẽ nhìn thấy chức năng H là phím hand đúng không ạ? Bây giờ mình bấm vào mình di chuyển màn hình này. Tương tự như thế mình di chuyển cái này đúng không ạ? Di chuyển cái này thì cái hình này chẳng hạn, mình làm xong mình bấm vào phím H mình di chuyển. Các bạn thấy mình bấm vào phím H mình di chuyển. Đó. Hoặc là ví dụ bên tay phải của các bạn còn có thêm một chức năng là add comment. Ví dụ mình bấm vào đây mình ghi làm lại đi. Làm lại chỗ này chưa được. Đó. Sau đó các bạn nhấn enter. Hoặc là các bạn bấm vào mũi tên này, nó sẽ sổ ra cho các bạn là cái giá trị đây là bấm vào đấy nhỉ, làm lại đi. Vậy thì các ông sếp của các bạn ấy, khi mà muốn comment bài thì các ông sếp sẽ bấm vào đây, làm lại đi. Sau khi mà các bạn sửa xong, các bạn tích vào nó, các bạn bấm vào cái mũi tên này, cái dấu tích này, hoặc là các bạn tắt nó đi, đúng không? Tắt đi, bấm vào đây, đó, thế có nghĩa là nó mất rồi đúng không? Thì lúc đấy các bạn có thể là làm được cái phần comment. Thường là như thế, các cái bài như thế. Sau này ví dụ mình hướng dẫn các bạn vậy, trong quá trình mà các bạn làm bài, nếu chỗ nào chưa được thì mình nhận tích vào đây, mình comment vào đấy là chỗ này kia cần phải sửa cái này sửa cái kia. Thế còn một số các thuộc tính ở đây thì bên tay phải của các bạn, cái chữ D này này có nghĩa là cái người đang sử dụng. Vậy nếu các bạn share thêm một vài người thì nó sẽ hiển thị ở đây, nó sẽ hiển thị vài người ở đây, có thể chục người, có thể 20 người vào cái thanh này, đúng không? Bấm vào nó sẽ hiển thị ra. Mục share này để chia sẻ cho các bạn nhé. Chia sẻ cho, ví dụ trong trường hợp này mình nhắc lại là các bạn có thể gõ tên và email của ai vào đây, bấm vào mục là có đồng ý sửa hoặc là chỉ xem thôi. Ví dụ như bài tập của các bạn có thể bấm email của mình vào, sau là bấm vào mục là chỉ xem thôi chẳng hạn, hoặc là chỉ sửa. Tiếp tục là cái thuộc tính, một số các thuộc tính ở bên tay phải của các bạn. Các thuộc tính bên tay phải của các bạn ở đây là cụ thể là gì? Là trục X, trục Y này. Ở căn lề trái, muốn căn đối tượng thì các bạn chọn hai đối tượng với nhau thì nó sẽ căn đúng không ạ? Căn lề trái, căn giữa, căn bên phải, căn bên trên, căn trục x y. Bây giờ ví dụ hai cái hình này muốn căn với nhau, chọn cả hai cái hình này đúng không ạ? Căn trái này, căn trên này, đó. Tiếp tục thì các bạn sẽ thấy là cái hình này của chúng ta là cái hình tam giác này. Nếu như các bạn muốn cho nó to ra, các bạn bấm đây, bấm vào kéo nó. Hoặc các bạn muốn xoay nó đi, bấm vào đây, ta bấm một cái thanh này ta xoay. Tiếp tục chỗ này các bạn sẽ thấy là nó có cái mục bo góc này, ta bo thử xem nào. Bấm bo thử nhé, đúng không? Hoặc là các bạn bấm vào đây kéo này, kéo tự do, đấy. Tiếp tục ở bên dưới này thì nó có cái mục layer ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó có, khi mà các bạn bấm vào đây, đúng không?
Khi mà các bạn bấm vào cái mục layer này thì nó một số các hòa trộn, và ở bên cạnh nó là cái opacity. Và tương tự thế, mình sang bên này mình sẽ mở một cái bài bất kỳ. Ví dụ như bây giờ mình bấm vào đây ạ, zoom to chỗ này lên nhé, zoom to chỗ này lên. Bây giờ giả sử cái hình này ạ, giả sử cái hình này chúng ta tùy chỉnh cho nó, ví dụ cái hình này đi, để cho nó lên đây thì các bạn nhìn, zoom to chỗ này lên. Bây giờ hai cái hình này mà hòa trộn với nhau thì chúng ta chọn đối tượng, chọn cái hình mà muốn cho các bạn. Các bạn thể bấm screen, bấm multi đúng không ạ, bấm các kiểu nó giống hệt các công cụ đồ họa khác mà nếu mà các bạn đã được học qua. Hoặc là các bạn có thể để nó mờ xong các bạn giảm opacity xuống. Ví dụ trong trường hợp này mình để khoảng tầm 30 thôi, enter. Các bạn sẽ thấy là nó có một cái lớp hình như thế này, một cái lớp hình như thế. Thì đấy là chức năng mà opacity. Tiếp tục ở bên tay phải của các bạn, như lúc nãy mình đã chia sẻ, nó có thêm một cái mục gọi là mục fill. Mục fill ở đây là màu nền. Màu nền thì các bạn có thể đưa cái con chuột bằng cách là di vào, hoặc là các bạn có thể nhập cái mục mã số vào đây. Ví dụ bây giờ mình sẽ để màu garden nhé, đưa cái hình này đi ạ, mình để màu garden ra zoom. Thì các bạn bấm vào ô màu này, các bạn nhìn thấy là ở đây nó có một cái chức năng là garden này. Garden trong cái phần garden này, ví dụ chỗ này chẳng hạn, các bạn đưa nó một cái màu hồng chẳng hạn, một cái màu tím chẳng hạn, và cũng có thể tăng opacity nó lên, tăng cái phần 100 nó lên, đỡ trong đúng không ạ. Đấy các bạn nhìn này, thì đấy là cái chức năng là màu đúng không, màu. Thế bây giờ với cái màu này thì các bạn cũng thể chọn các cái giải màu này, các cái giải màu, các kiểu màu, các kiểu màu đúng không ạ, các kiểu màu. Thì đấy là cái khá hay về phần màu sắc. Tiếp tục ở bên tay phải của các bạn này, cái chỗ này nó là một màu đơn này, chỗ này màu garden này, màu chuyển sắc nhá. Chỗ này là cái mục image, chỗ này mục nhập video. Đây các bạn nhìn thấy nhập video, nhập video. Bây giờ mình nhập cái phần image vào thử nhé, nhập image vào, bấm vào nó này. Các bạn thấy là ở đây nó có cái hình này đúng không ạ, cái hình này. Và nếu mà bình thường chúng ta chỉ được bấm vào chỗ này, các bạn nhấn vào Ctrl Shift K nó sẽ ra cái hình. Ở đây thì các bạn có một cái khác là chúng ta bấm vào cái công cụ image này, nó sẽ sổ tới cái đường dẫn mà chúng ta muốn. Ví dụ đưa cái ông này vào chẳng hạn, đưa OK. Rồi vậy khi mà các bạn đưa vào này, điều gì? Bây giờ mình co kéo thử nhá. Các bạn thấy ạ, nó sẽ co kéo mặc định luôn, mặc định theo hình. Thì với cái chức năng này này, nó sẽ sử dụng 90% là chúng ta sẽ sử dụng cái kiểu này. Còn nếu mà các bạn muốn điều chỉnh, ở đây ví dụ mình bấm vào đây nhá, bấm vào phần thai là nó sẽ cho chúng ta cái giá trị rất là nhiều. Ví dụ các bạn có thể kéo này, to lên. Đây ví dụ mình cho cái hình này bé lại chẳng hạn. Đấy các bạn zoom to cái này lên nhá. Thì nó sẽ cho các bạn là đây nó có rất là nhiều các hình này, nhiều hình đúng không? Nó giống cái Pentel ấy, đấy là một phương án. Thế còn phương án nữa. Bây giờ với cái hình đấy thì chúng ta điều chỉnh nó kéo co kéo thử xem nó nhá. Các bạn thấy này. Cái này giống hệt cái Pentel rồi đúng không ạ? Giống hệt cái Pentel rồi. Tiếp tục thì mình sẽ bấm vào một vẫn là một image này. Mình sẽ bấm vào cái kiểu crop. Kiểu crop đây thì sao? Ví dụ mình bấm vào phần crop nhá. Cái hình này giả sử mình muốn cho nó to ra chẳng hạn, hoặc cho nó nhỏ đi. Cho nó nhỏ đi chẳng hạn. Đấy, các bạn có thể bấm vào nó. Thì hoặc là các bạn có thể xoay. Rồi đúng không ạ? Các bạn có thể xoay. Đấy là phần crop. Thì crop đây nó chỉ cho phép các bạn lấy được cái phần hình thôi nhé. Cái phần hình, cái phần khung hình thôi. Còn phần nền là không lấy được. Fit thì sao? Fit là auto sẽ fit theo chiều nào đó của các bạn. Đấy là cái chức năng mà. Vậy thì trong trường hợp này nếu mà mình cho nhỏ vào này cũng có thể kéo được đúng không ạ? Kéo được. Đấy vậy cho nên là trong ở riêng cái phần image này các bạn chọn các cái hình và mặc định nó luôn là phần fill nhé, để nó kéo to hoặc to thu nhỏ được. Đấy. Tiếp tục sang bây giờ thêm một cái phần bên dưới của các bạn, zoom to chỗ này lên. Các bạn sẽ thấy là phần choker, mình sẽ tăng phần viền cho nó, có thể viền màu gri chẳng hạn. Trong cái phần viền này các bạn sẽ thấy là phần inner này, phần outside, phần center. Thì các cái kiểu viền này. Viền thì cũng có thể màu cho nó, màu này, viền thì cũng có thể để màu, cũng có thể để màu chuyển sắc, tùy các bạn đúng không? Tùy các bạn. Tiếp tục là một cái mục effect. Cái mục effect ở đây nó có một số cái tính năng, ví dụ như là drop shadow là bóng đổ đúng không? Hoặc là blur.
blur đúng không? Background blur, blur. Inner shadow out, bóng đổ vào trong, bóng đổ ra ngoài, blur. Đó. Thế còn xuất file, các bạn nhìn đây. Riêng cái môn này thì các bạn làm kìa. Các bạn xuất file mà nộp gửi cho các thầy cô thì các bạn export này, export hoặc là các bạn vào file, các bạn chọn file, các bạn chọn shape location. Đó, shape location. Còn lại mặc định cái này nó sẽ tự động lưu trong máy của các bạn này nhé, tự động. Còn nếu các bạn muốn lưu ra ngoài thì các bạn chọn file, các bạn chọn shape location thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái bảng. Thế bây giờ làm sao các bạn xuất file kiểu gì ạ? Ví dụ hình này, nếu mà chúng ta không bấm vào cái, nếu các bạn bấm vào frame này này, bấm vào frame này thì các bạn xuất ra nó sẽ thành các cái frame. Ví dụ bây giờ mình có cái hình này đi ạ. Thế bây giờ trong cái hình này bây giờ mình sẽ xuất vào đây, chọn cái frame đấy nhá, chọn frame này. Bây giờ mình sẽ bấm vào phần export mà mình để lúc này, mình chỉ để một thôi, lúc nãy nó nặng, bấm vào nó. À, các bạn chờ nó đang load này, đang load các file về và export setting, export setting thì các bạn chờ một chút nhé. Như cái công đoạn này nó, nếu mà các file càng nặng thì xuất file càng lâu, thế nên các bạn chờ. Cái quá trình này nó cũng mất khá nhiều thời gian, nếu đặc biệt là cái máy của chúng ta mà cái cấu hình nó không tốt. Rồi đây rồi ạ, nó chọn tới cái đường dẫn, lúc này mình để ở ngoài desktop chẳng hạn, bấm vào nó. Bây giờ mình mở desktop ra mình kiểm tra. Đây rồi. Thì đây là cái giá trị mà các bạn vừa mới làm ra, chúng ta vừa xuất file. Đó. Zoom to lên các bạn thấy, zoom to lên này. Zoom to này. Thì đây là cái giá trị mà chúng ta vừa mới làm, vừa mới hướng dẫn các bạn đúng không ạ? Vừa hướng dẫn các bạn đấy. Thì nó được cái nhìn này. Vậy thì đấy là cái phần cơ bản nhất trong cái Figma thì mình hướng dẫn các bạn. Và các phần tiếp theo thì mình sẽ làm các cái bài chia sẻ sau. Thì các bạn làm trong cái quá trình mà thiết kế, quá trình mà chỉnh sửa gặp khó khăn gì thì chia sẻ, mình sẽ làm các cái bài mình hướng dẫn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.